Tiểu thuyết, bộ ba tiểu thuyết Tatara, tác giả Alphonse Daudet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Trong gian phòng, công chúng chiếm chỗ la ó, quan hô, cười cợt, không hề ngượng ngùng vào mũi ông chánh án. Ông này cứ chốc chốc lại đe dọa giải tán phòng xử án, nhưng chính ông cũng hoang mang vì có quá nhiều tiếng ồn và rời ra, nên ông không cho giải tán và chống khuỷu tay lên bàn, lấy hai tay ôm lấy cái đầu gần chớ tung. Vào lúc trời quang mây tạnh tương đối, Robert Dunor, một ông già cao lớn mảnh dẻ, có đôi môi nhão báng giữa hai hàng ria mép bạc trắng, bật ngửa người ra và nói, non phụ kinh tai: "Tóm lại trong mọi chuyện này, tôi chỉ thấy là con rồng Taras không trở về." Thẩm phán thay biện lý Pompa de Marce thình lình nhóm lên ra khỏi chỗ của mình. "Còn chúng tôi, còn Pompa, cả phòng âm gian." Ông thẩm phán nói tiếng bằng giọng như kèn khóa của mình: "Tôi lưu ý với tòa án rằng chú Pompa của tôi là một trong những nạn nhân đầu tiên. Nếu tôi kín đáo không nói tới ông trong bản cáo trạng của mình, thì không kéo phần sự thật là ông ấy không trở về, mà ông sẽ không bao giờ về nữa." "Xin lỗi thưa ông thẩm phán," ông chánh án nhắc lời. "Nhưng vừa đúng lúc, có một ông Pompa đã đưa danh thiếp cho tôi và yêu cầu người ta nghe ông nói, có phải là chú của ông không?" "Đó là chú của ông ta, Pompa Gonzaga. Con người này rất nổi tiếng trong số những người Tarascon đã làm dậy lên tiếng ồn ào mênh mông. Công chúng, nhân chứng, các bị cáo, mọi người đều đứng dậy, leo lên băng ghế, cúi xuống, la hét, tìm cách thấy người hỗn hển vì sốt ruột và hiếu kỳ." Trước sự sao động này, ông chánh án mui da ra lệnh tạm ngưng phiên tòa trong vài phút, mà người ta tranh thủ để mang đi khoảng một tá hiến binh ngất xỉu gần chết vì hơi nóng và ngẩn ngơ. Chương 5 La Mã, Pompa đã qua cầu. Chuyện một lá thư có 8 dấu đỏ, Pompa kêu gọi cả Tarascon mà không ai trả lời. Nhưng hay đọc lá thư ấy, số phận khốn kiếp. Những tay nói láo ở miền Bắc và nói láo ở miền Nam. "Ông ta khỏe ra kìa," ông ta tái mét, "giống như một tên thổ. Từ rất lâu rồi họ không gặp ông, những người Tarascon của chúng ta hầu như không nhận ra ông. Ông Pompa hùng dũng xưa kia rất gầy so với cái đầu Palitka, có ria mép, cặp mắt như con dê cuồng loạn. Bây giờ ông béo tròn, căng phòng, như họ nói, nhưng vẫn có cùng một hàm ria mép, cùng một cặp mắt mê sảng trên bộ mặt rộng và phì nộm. Không hề nhìn trái nhìn phải, ông tiến tới đằng sau mỏ tòa đến tận dành móng ngựa, hỏi, có đúng ông là Gonza Pompa không? Thật ra mà nói, thưa ông chánh án, tôi cũng còn nghi ngờ khi tôi thấy." Pompa phát một cử chỉ cường điệu về phía băng ghế bị cáo. "Khi tôi thấy, tôi nói thế, trên băng ghế vô luân này, niềm vinh quang thuần khiết nhất khi tôi nghe người ta chửi rủa chính danh dự và lòng trung thực." "Cảm ơn Gonza." Tatara nói từ chỗ của mình, nghẹn lời vì xúc động. Ông đã chịu đựng mà không lay chuyển trước những lời thóa mạ, nhưng thiện cảm của người bạn cũ khiến lòng ông tan nát, khiến ông rưng nước mắt như một đứa trẻ được người ta thương hại. Pompa nói tiếp, "Nào người đồng hương của tôi, ông sẽ không ẩm mốc tấm áo trắng dơ bẩn đâu. Và tôi mang tới bằng chứng." "Bằng chứng?" Ông tìm trong túi, kéo ra những ống tổn mặt xây, một con dao, một hòn đá lửa cũ kỹ, một hộp quạt mái, một cuộn dây nhợ, một cây thước, một hàng thử biểu, một cái hộp dư lượng đồng cân, và đặt những món đồ này tuần tự trên bàn của viên ký lục. "Xem nào, nhân chứng Pompa, chừng nào mới xong đây?" chánh án nói sốt ruột. Và thẩm phán thay biện lý Pompa de Marce: "Chú à, chúng ta nhanh lên nào." Người chú quay về phía ông này. "À phải, ta cam kết với cháu, sau những gì cháu cho phép ta nói với người bạn đáng thương của ta, hãy chờ ta tước quyền thừa kế của cháu." "Đồ vô lại." Người cháu lạnh người trước lời đe dọa này, và người chú cứ tìm trong túi áo, túi quần, bày ra trước mặt mình một bộ sưu tập các loại đồ vật kỳ ảo. Cuối cùng đã tìm được hết những gì ông cần tìm, là một bao bì lớn đóng 8 con dấu đỏ. "Thưa ông chánh án, đây là một tài liệu chứng minh rằng quân công Đờ Mông là tên ngớ ngẩn hạng bét trong đám thù khổ sao." Những chữ đao to búa lớn sắp nói ra, chánh án ngắt lời ông: "Tốt, đưa tài liệu đây." Ông mở lá thư bí mật và sau khi đọc, truyền nó cho hai người trợ tá để họ chỏ mũi vào đấy, nhặt từng chữ thật tỉ mỉ mà không cho thấy ấn tượng của họ. Thật là những quan tòa miền Bắc thứ thiệt, dĩ nhiên, khép kín, khóa chặt như bưng. Có gì trong lá thư quỷ quái đó, với những hạng người đó khó mà rút ra ý tưởng gì. Cử tọa, nhún vai cúi xuống nhìn xa xa, đưa tay che như chụp đèn. Người ta hỏi nhau đến tận cuối những chiếc bục: "Cái gì thế, cái gì thế? Quỷ thật, có thể là cái gì chứ?" Và vì mọi sự cố bất ngờ của phiên tòa lan tới bên ngoài,
Nhờ cửa cái và cửa sổ vẫn mở, một tiếng ồn lớn dậy lên xung quanh, những tiếng xì xào hỗn độn, tiếng rung của những đợt sóng biển khi co một cọng gió nhẹ. Vì thế Hiến Minh không ngủ nữa, những chùm ruồi trên trần nhà cũng thức tỉnh và hơi mát buổi chiều tối len lỏi vào gian phòng với những luồng khí làm cho dân Tarascon hốt hoảng. Những người ở gần cửa sổ la hét yêu cầu đóng cửa lại, có gì đó khiến người ta bệnh chết đó. Lần thứ 100, ông chánh án Muia kêu the thét, im lặng một chút hay ta cho giải tán, và cuộc thẩm vấn bắt đầu. Hỏi nhân chứng Pompa, tại sao lá thư này ở trong tay ông và vào lúc nào? Lúc chiếc Farandol lên đường ở Marseille, ông quận công và kẻ tự xưng là quận công de Mông trao cho tôi quyền toàn quyền tạm thời của Port Tarascon, và cùng lúc hắn luồn cho tôi bức thư đóng bằng 5 con dấu đỏ, dù không có tiền trong đó. Tôi sẽ tìm thấy, hắn nói, những chỉ dẫn cuối cùng, và hắn dặn tôi chỉ mở thư trước ai đó tại đảo Đề Đốc mà tôi chẳng biết là ở vĩ độ nào và kinh độ nào. Giá lại điều đó được ghi trên bì thư, các ông có thể thấy. Hỏi, phải, tôi thấy. Đáp, lúc đó thưa ông chánh án, tôi đột ngột mắc bệnh, chắc người ta đã nói với ông, thậm chí là đã truyền nhiễm, và người ta buộc phải cho tôi xuống khi đang hấp hối ở Chateau Deep. Khi xuống đất liền, tôi quằn quại vì đau đớn, lá thư vẫn ở trong túi, vì tôi đã quên trong cơn đau, trao nó cho Besuke khi chuyển giao quyền cho ông ấy. Một chuyện quên lãng đáng tiếc, rồi sau đó, đáp, sau đó thưa ông chánh án, khi tôi hơi đỡ hơn, khi tôi có thể lấy lại quần áo của mình dù chưa vững vàng lắm. À, nếu ông thấy tôi lúc ấy, một ngày kia tôi tình cờ đút tay vào túi, tê, lá thư có những con dấu đỏ, ông chánh án, nói bằng giọng nghiêm túc, nhân chứng Pompa chẳng phải phù hợp với hơn sự thật khi nói là lá thư này hay sao? Chỉ có thể gỡ khằng khi đã cách nước Pháp 4.000 dặm, ông lại muốn mở thư ra ở giữa cảng Marseille để biết có gì ở trong đó, và khi đọc nội dung, ông đã lùi bước trước những trách nhiệm lớn lao thuộc về phận sự của mình sao? Ông không biết Pompa, thưa ông chánh án. Tôi đã kêu gọi cả Tarascon, một sự im lặng như trong đáy mộ đón tiếp hiệu ứng hùng biện này. Vốn bị đồng bào của mình đặt biệt danh là kẻ bịp bợm, lại không hề ái nái về tính trung thực, Pompa tỏ ra tự hào một cách táo tợn khi kêu gọi họ làm chứng cho mình. Cho nên Tarascon bị hỏi và không trả lời gì cả, ông ta cũng không hề xúc động. Ông thay đây, ông chánh án, ông này chẳng nói chẳng rằng, ông kể tiếp câu chuyện. Lúc đó khi tôi tìm được lá thư, Besuke đã đi từ nhiều tuần trước, đã quá xa nên tôi không thể chuyển cho ông ấy. Tôi quyết định tìm hiểu và ông nghĩ về tình cảnh thê thảm của tôi xem. Thê thảm cũng là tình cảnh của cử tòa, vì họ vẫn không biết lá thư đó chứa đựng điều gì. Lá thư vẫn ở trên bàn làm việc của tòa án và người ta cứ luôn nói đến. Và ai nấy đều ngóng cổ nhưng từ rất xa, người ta không thể thấy gì ngoài những con dấu đỏ lớn thôi miên mà quỳ thư. Mà cứ từng khúc dường như lớn thêm ra, trở nên đồ sộ. Bomba nói tiếp, phải làm gì đây? Tôi hỏi ông đấy, sau khi tiếp xúc với nỗi thê thảm đó. Bơi đuổi theo tàu Farandol chăng? Có lúc tôi đã nghĩ đến điều đó, như tôi ngờ giữa sức lực của mình. Ngăn chiếc tàu Tutupanpang đi bằng cách tiết lộ cho đồng hương tôi biết về bức thư ghê tởm đó, dội nước lạnh vào niềm phấn khích của họ chăng? Nhưng tôi sẽ bị chọi đá mất. Cuối cùng, ông muốn sao đây? Tôi đã khiếp sợ. Thậm chí, tôi không dám ló mặt ở Tarascon vì bối rối không biết phải nói gì. Vậy nên tôi ẩn trốn ngay ở phía đối diện ở Boca. Từ đó tôi có thể thấy mà không bị ai thấy. Ở đó tôi kiêm nhiệm hai vị trí là người giữ bãi hội chợ và người giữ lâu đài. Tôi có những giờ rảnh, ông nghĩ xem, từ trên tòa tháp cổ như một cặp kính tốt, tôi nhìn qua bên kia sông Rôn, thấy những sao động của các đồng hương đang chuẩn bị lên đường. Và tôi mòn mỏi, tôi buồn bã, tôi giơ tay về phía họ. Tôi hét lên với họ từ xa như hễ họ có thể nghe tôi nói, dừng lại, đừng đi. Tôi cũng thử cảnh báo họ bằng cái chai, nói xem Tatarin, nói với các ông này là tôi đã cảnh báo anh. Tôi chứng thực, Tatarin nói từ băng ghế bị cáo. À, điều mà tôi đau khổ, ông chánh án, là khi tôi thấy tàu Tutupanpan đi đến xứ sở ảo mộng. Nhưng tôi còn đau khổ hơn nữa khi họ trở về, khi tôi biết trước mặt tôi, người rên xiết trong gông cùng trên đống rơm như một đống lê đá, là người đồng hương Tatarin lừng danh của tôi, biết ông bị cái buộc một cách sai lầm. Nói cách khác, các ông sẽ nói với tôi rằng đáng lẽ tôi phải đưa ra sớm hơn bằng chứng về sự vô tội của ông ấy. Nhưng khi người ta dấn sâu vào con đường sai lầm, phải có quỷ mới đưa ta về đường ngay nẻo đúng. Đáng lẽ tôi nên bắt đầu bằng cách đừng nói gì cả, càng lúc nói càng khó hơn. Chưa nói đến nỗi sợ cầu, cây cầu khủng khiếp mà mình phải bước qua. Không ít hơn chuyện tôi phải bước qua cây cầu quỷ này.
Sáng nay tôi đã bước qua vì một cơn lốc xoáy kinh hồn, buộc phải bò bằng bốn chân như khi tôi leo lên bạch sơn. Ông có nhớ không, Tartarin? Tôi có nhớ không à? Tartarin trả lời buồn bã, nhớ tiếc những giờ vinh quang đã qua. Cái cầu đó mới lắc lư làm sao, đáng lẽ tôi phải anh hùng hơn, nhưng tôi không thích quên quang. Rốt cuộc, tôi đã đến đây, và lần này tôi mang về bằng chứng không thể chối cãi được, không chối cãi được. Ông có tin không, Mùi già nói với giọng điềm tĩnh, ai đảm bảo với chúng tôi rằng bức thư lạ lùng này bị bỏ quên quá lâu trong túi ông là của quận công Đờ Mông hay người tự xưng là hắn ta? Vì ông có vẻ quá phụ thuộc và dè dặt những người Tarascon như các ông, mọi thứ tôi nghe đều là dối trá từ 7 tiếng đồng hồ qua. Một tiếng giả thú gầm khàn đặt trong lòng vang lên trong phòng, trên các bục, trên lối Tudorville. Tarascon không hài lòng và phản đối Gonza Pompa, đành mỉm cười một cách khó tả. Về chuyện liên quan đến tôi, thưa ông chánh án, nói với ông rằng tôi luôn phóng đại chút ít khi tôi nói rằng người ta có thể bổ nhiệm tôi làm giám đốc văn phòng Verita. Tôi cũng không đi đến mức đó. Nhưng này, hãy liên hệ với người này, ông chỉ Tartarin, về mặt trung thần, đó là người tốt nhất mà chúng tôi có ở Tarascon. Không cần mất thời gian lâu lắm để Tartarin nhận ra chữ viết và chữ ký của ngài Đờ Mông. Thứ chữ viết và chữ ký sủi thai ông thấy quá nhiều, rồi vẫn đứng quay về phía tòa, quơ tay giận dữ bức thư của năm con dấu đỏ. Đến phiên tôi, thưa ông chánh án, trang bị cái công trình vô liêm sĩ này. Tôi gian này với các ông hãy nhận ra rằng những kẻ bị bọn không phải lúc nào cũng là người miền Nam. À, các ông gọi chúng tôi là những kẻ dối trá, những người Tarascon, nhưng tôi chỉ là những người giàu trí tưởng tượng và nhiều lời, những người phát minh, người thêu dệt, những người ngẫu hứng, phong phú, say trong nhựa cây và nắng ấm, bị sa vào những trò bịa đặt kinh hoàng và chất phác của chính mình. Thật khác biết bao với những kẻ láo khoét miền Bắc của các ông. Chẳng vui vẻ, không nhanh nhạy, luôn có một mục đích, một chủ đích vô lại, như kẻ ký tên lá thư này. Phải, chắc chắn rồi, người ta có thể nói vậy về mặt láo khoét, khi miền Bắc xen vào, miền Nam không thể theo bén gót. Từ đề tài này trước công chúng Tarasco, đáng lẽ Tartarin đã lật tung cái gian phòng, nhưng vĩ nhân đáng thương về sự nổi tiếng của ông đã tan tành rồi. Không ai còn nghe ông nữa, người ta chỉ quan tâm đến bức thông điệp bí mật mà ông đang ve vẫy ở đầu cánh tay. Con người bất hạnh còn muốn nói nữa, nhưng người ta không cho phép ông. Từ mọi phía, những tiếng thét vang lên: lá thư, lá thư, lấy nó đi, dù ông ta phải đọc lá thư. Bản thân phải nhượng bộ ý chí của đám đông, ông chánh án Mui Gia phát biểu: ông ký lục đọc thư cho mọi người nghe. Một tiếng a lớn thở phào nhẹ nhõm, và trong không khí im lặng nổi lên chỉ có tiếng dơ de của những con ruồi tháng 8 và tiếng ve sầu hòa nhịp với tiếng đập của những lồng ngực hổn hển. Ông ký lục bắt đầu cất giọng mũi, gửi ông Gonza Pompa, toàn quyền lâm thời của thuộc địa Port Tarascon, mở tại 144 độ kinh đông trước mặt các đảo đề đốc. Ông Pompa thân mến, không có trò đùa vui nhộn nào mà không kết thúc. Hãy xây tàu lại ngay lập tức và bình yên trở về nhà các ông với những người Tarascon. Không có đảo, không có nghiệp ước, không có Port Tarascon, không có những mét vuông, không có mẫu đất, không có những xưởng chưng cất, xưởng làm đường. Không có gì hết, chỉ là một vụ áp phe tài chánh tuyệt vời đáng giá hàng triệu với tôi, vào giờ đã cẩn thận giấu kín cũng như con người uy nghi của tôi. Rõ ràng, tánh tình Tarascon như đồng bào ông và lãnh đạo Tartarin lừng danh sẽ không muốn tha thứ cho tôi, vì tôi đã cho họ giải khuây, bận rộn trả lại thú vui cho cái thành phố nhỏ tuyệt vời của họ mà họ đã mất. Quận công Đờ Mông không còn là quận công, cũng không phải là Đờ Mông, chỉ ở quanh đây. Lần này ông chánh án hoài công đe dọa giải tán giao phòng, không gì có thể kèm nén những tiếng hú hét, gầm rú đang bùng nổ, chiếu hết các đường phố, lối đi, các bãi, lấp đầy cả thành phố. À, tên bỉ bẩn thỉu, nếu người ta bắt giữ hắn như đáng lẽ người ta phải làm, thì từ cửa sổ, phải ném đầu hắn trước tiên xuống sông Ron. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, mọi người hỗn độn, chính ở giữa những tiếng la hét ồn ào hãi hùng đó mà ông chánh án Mui Gia tuyên bố Tartarin và Pascalon trắng án trong nỗi tuyệt vọng của Cicéron Van Cơ Ban, buộc phải trở về, phải nuốt bài diễn văn của mình, những lập luận sự thật là sự thật, bởi vì cả khối xi măng La Mã về bài biện hộ đồ sổ của ông ta. Phiên tòa trống rỗng, công chúng lan ra các đường phố trên các lối đi cuộc rơ viên, các quảng trường lớn nhỏ tiếp tục mở ra cơn giận thành những lời rủa xả. Tên bỉ bẩn thỉu, quần láo khoét miền Bắc, quần láo khoét miền Bắc. Chương sao La Mã, đoạn kế tiếp và đoạn kết của thiên phóng sự Pascalon.
8 tháng 10, cùng lúc với chỗ làm của tôi ở tiệm thuốc tây Besuke, tôi cũng tái chinh phục được sự đánh giá cao của các đồng hương và tìm lại cuộc sống yên lành trước đây. Ở quảng trường nhỏ, giữa hai cái thấu vàng và xanh lục ở trước cửa, có khác là giờ đây Besuke ngồi ở cuối tiệm, như thể ông ấy là học trò và đập chài trong cái cối bằng cẩm thạch nghiền thuốc giận dữ. Thỉnh thoảng ông ấy ngừng lại để rút ra một cái gương nhỏ từ trong túi và nhìn hình xăm của mình. Ferdinand khôn khổ, dù là thuốc cao hay thuốc đắp cũng không có hiệu quả gì. Thậm chí món súp tỏi do bác sĩ Tuonato khuyên, ông phải đeo mang cả đời những vết đỏ bừng này. Tôi thì tôi đóng gói, dán nhãn, tôi bán lô hội và kem bôi rôm sảy, tôi chuyện trò với khách hàng, tôi vui thích với những chuyện kể trong thành phố. Những ngày có chợ phiên là thứ ba và thứ sáu, có nhiều người đến chỗ của chúng tôi nên tiệm thuốc tây không ngớt khách. Từ từ các vườn nho thu hoạch khá hơn, nông dân của chúng tôi lại dùng nhiều thuốc, nghiện thuốc men hơn, họ thích thế ở ngoại ô Tarascon. Đối với họ, tẩy ruột là một lễ hội. Những ngày còn lại trong tuần, người ta sống yên tĩnh, hiếm khi chuông cửa hàng được bấm. Tôi qua thời gian bằng cách nhìn những ghi chú trên những chiếc lọ lớn bằng thủy tinh và sành trắng, được xếp trên kệ, Suribis Gumi Asafoetida và tên thiêu tiệm thuốc tây được viết bằng tiếng Hy Lạp ở phía trên quầy giữa hai con rắn. Sau nhiều cơn sao động, nhiều chuyện mạo hiểm, đời tôi có một khoảng nghỉ ngơi thì cũng không tệ. Tôi chuẩn bị một tập thơ bằng tiếng Provence, Ly Si Guộc Đô, những quả táo. Ở miền Bắc, người ta chỉ biết những quả táo là dược phẩm. Ở đây, những quả táo là loại ô liu nhỏ màu đỏ, giòn và đáng yêu. Trên cây có chùm lá màu sáng. Tôi sẽ tập hợp trong tập thơ này những phong cảnh mà tôi đã ngắm, những câu thơ tình của tôi, thật tế nhị. Có khi tôi thấy nàng Riwa, Loran của tôi, cao và quyến chuyển, nhảy nhót trên những hòn sỏi nhọn ở quảng trường nhỏ mà ở đảo xa nàng gọi là những bước chân chuột túi. Nàng đi lễ nhì, quyển kinh giờ cầm trên tay, có cô Anric tháp tùng, người luôn leo lên mái nhà và từ khi trở về Tarascon đã chuyển từ chỗ phục vụ cho cô Tuonato sang gia đình de Despaces. Không lần nào Clorin nhìn về phía tiệm thuốc tây. Trở về nhà Besuke, tôi không còn tồn tại với cô ấy. Thành phố đã lấy lại dáng vẻ bình lặng, tái lập lại trật tự, người ta đi dạo trên lối đi, trên các bãi đất rộng. Buổi tối người ta đến câu lạc bộ, đi xem hài kịch. Người ta đã trở về chữ Tapataye ở lại Philippines để thành lập một cộng đồng da trắng mới. Ở đây tu viện Pampelegus đã mở lại và nhỏ xíu. Đức Thánh Cha Vison tạ ơn Chúa đã trở về đó với vài đức cha khác. Và những tiếng chuông lại bắt đầu gõ rất dịu dàng, từng tiếng một. Chúng tôi còn chưa có tiếng chuông ngân đầy đủ, nhưng người ta đoán cũng sắp có rồi. Ai mà có ngờ được, có biết bao sự kiện đã xảy ra, như thể những chuyện đó đã rất xa xăm và nòi giống Tarascon rất dễ quên. Chỉ cần thấy các tay thợ săn của chúng tôi, ông hầu tước de Despaces dẫn đầu, ăn mặc mới tinh tươm ngày Chủ nhật lên đường, với cùng một nhiệt tình hy vọng có một con thú săn không hề tồn tại. Còn tôi thì ngày Chủ nhật sau bữa ăn trưa, tôi thực hiện bổn phận của mình với Tatara. Trên cao lối đi dạo, căn nhà có cửa chớp màu xanh lục, những cái hộp nhỏ của bọn trẻ đánh dài ngoài trước cổng rào, nhưng mọi thứ đều đóng kín, mọi thứ đều im lặng. Tôi đẩy cửa rồi thấy vị anh hùng ở trong giường, quay lại, tay chắp sau lưng, đi quanh cái bể nước có những con cá đỏ hay phòng làm việc của ông có những con dao mã lai, những mũi tên tẩm độc, chỉ là ông không nhìn chúng nữa, bộ sưu tập yêu quý của ông, khung cảnh vẫn như thế, nhưng con người đã đổi thay. Họ cho ông trắng án cũng vô ích. Dĩ nhân cảm thấy mình thất bại, ông đã mất tượng đài của mình và điều đó khiến ông u buồn. Chúng tôi trò chuyện, rồi khi bác sĩ Tuonato đến, ông mang đến tính khí vui tươi và những lời nói đùa kiểu việt công vào ngôi nhà mang mát buồn này. Ngày Chủ nhật, Frankopan cũng đến, Tartaran nhờ ông bảo vệ quyền lợi của mình. Một vụ kiện ở Toulon với thuyền trưởng Srapushina đòi lại chi phí đã đưa dân Tarascon về nước. Một vụ kiện khác với quá phụ Fravida phải nuôi các con còn nhỏ. Nếu ông chủ tốt đáng thương của tôi thua hái vụ này thì ông làm sao mà xoay sở được. Ông đã tiêu xài rất nhiều trong cuộc phiêu lưu thảm hại ở Port Tarascon. Giá mà tôi giàu, rủi thai, số tiền mà tôi kiếm được ở tiệm Besuke không thể giúp ông được.